Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay như các bạn đang thấy là các chị em đang khuấy bột. Hôm nay anh em mình làm bánh xèo ăn nhé. Bánh xèo là đặc sản của vùng nào Việt Nam nhỉ em nhỉ? Nhớ. Em biết. Miền Tây. Miền Tây. Em quê đâu? Em miền Tây. Miền Tây miền Bến Tre đâu? Hôm nay là Bến Tre được dứa luôn em. Sẽ do nhớ làm nhiệt. Sẽ thử chất. Trời ơi, em sợ ai. Cái này ở đây là ngon nhất à? Ừ. Nếu mà Việt Nam thì thôi, em làm bình thường thôi. Bánh xèo hương xưa đó. Hương xưa. Em gửi Việt Nam sao? Dạ. Em hỏi hộ anh chưa? Không, anh bảo em đi gửi đồ sang. À, chưa, hôm nay mẹ. Này mẹ ơi, hơi nhả rồi. À hơi. Anh bỏ liêu sao? Tráng này mỏng. Mỏng hả? Không sao. Khi giỏi thì cho vào đâu? Cho nhân à? Nhân nhân đấu như đây, mình xào trước. À, xào trước nhân. Yeah. Tôm ra, tôm để sống à? Tôm mình xào sơ, khi nào nó làm chín mình bỏ vô luôn anh. Bỏ vô luôn anh. Anh cũng biết làm sơ sơ thôi, nhưng mà anh học trên mạng. Trời ơi. Hôm nay có em thì anh không thể qua mặt được. Hạt thịt miền Tây thôi. Tôm đỏ rồi. Tôm này phải cứng tôm. Ngon! Nhưng mà có sợ sống không? Bỏ heo vô. Ít thôi. Đắp đây. Thả hết tóc. Ok không nhớ? Thành công. Ô, đẹp luôn. Ui, cái này đẹp đấy. Việt. Nhưng mà hơi đen rồi. Không sao. Cái gì cho nó giòn. Đúng rồi anh thầy. Đúng rồi, đẹp luôn. Đấy, nhờ có sự cố vấn của Thiên. Giờ đến Thiên. Nhờ có sự cố vấn của chảo của anh. Tại vì cái vừa rồi hơi dày bột đúng không? Nhớ. Yeah. Cái sẽ rất là giòn. Đổ nước chứ. Cho nó ra vậy. Đấy. Đẹp tươi ra rồi. Đúng. Đúng kiểu luôn. Mép giòn. Rồi, được rồi. Chuẩn rồi đó. Ôi, ok. Trong thời gian các chị em đang làm bánh thì tôi đi hái rau kinh giới này mọi người ơi. Cái gì đấy? Cái bí của em đấy. Đây, kinh giới của em này. Nhổ lúc nào vậy? Giờ em trồng nhìn lên tốt không? Mới lên mưa lên đèo, cấu đấy. Mày trồng lúc nào? Nhổ từ công ty về à? Ừ. Thế mà chẳng cứ ơi. Ơi làm gì? Đã lên được ăn đâu mà ơi. Mới là nhổ về trồng ăn cùng á. Thế chị trồng cái đấy lúc nào cứ ăn là sáng, nhưng mà có đất nhiều đâu mà trồng có vài cây, tao trồng mình dùng có vài cây á. Mấy này nó mưa nó tốt này, mấy vừa rồi nắng có làm cỏ đi, tại vì chỗ này á cỏ ấy nó này nhá lười này đi làm về muộn lười nấu cơm nữa, 7 giờ ăn cơm về phát bắt tay tắm rửa nấu cơm. Ê, luôn đấy. Cái kia giờ giống cây răm nhỉ, nhưng rất tiếc không phải. Cấu đi, có cái ngọn nào to thì cấu ăn hương hoa thôi chứ lấy đâu ra nhiều. Hôm qua có ăn được ra. Đây, húng đây. Nhưng mà được mấy lá thôi. Đăng lên. Húng đấy á. Húng bậc hà người ta đấy. Thế cái đây, cái này là cái gì? Cái này cái rau rền. Trồng rau rền cơ. Bấm đi. Đâu? Cháu bấm nhổ cả gốc nhá. Trời ơi, có vài cây này bấm á. Nó đau chết. Thôi thì có tí gia vị mà cho nó ăn kèm cho nó có mùi chứ. Thôi được rồi, thôi đi đi. Không vặt được nữa đâu. Thôi, để cho nó sống đi mày. Thơm nhỉ? Ngửi tay thơm, thơm cực kỳ. Thơm á. Nhưng mà không có mình để có tí tạo ra theo. Thôi, ăn hương hoa vậy thôi. Hết chưa? Hết sạch chưa? Hết sạch.
Đây tía tô bây giờ bắt đầu nó lên này. Tía tô đâu? Đấy. Ui, tía tô đấy hả? Trời ơi, trên này bao giờ được ăn? Gần mùa đông. Tao sợ đến mùa đông. Thôi đi vào, đi vào. Còn cái hai nữa. Cái đau bên dưới này phải tách không? Không. Có tách được. Có bên dưới thôi. Cái đau kia nó ít thì tách. Được ba ngọn, mỗi ngọn ba cái thì nó lại cho một chùm luôn vào thì mình định ăn. Bốn. Được bốn cái này ạ. Đấy. Chúng ta đẩy lắm. Cái tiếp theo. Ừ, được. Nhưng mà anh cảm giác kiểu nó giữa nó kiểu nó cứ không khô của gì ấy nhỉ? Cái này mới cái nhớ làm rách đấy anh ạ. Không phải, đây này mấy cái này này nó không cảm giác bánh nó không được khô, cảm giác nhìn không giòn gì. Ăn thử thì ăn không? Sẽ giòn. Tức là một thơm một nước cốt dừa. Cái này là cốt dừa. Đâu? Cái này có nước cốt dừa. Vani. Nước cốt dừa đâu? Nước cốt dừa đâu ra? Nước cốt dừa ở đâu? Ở trong bánh có mà. Trong đây không ăn. Trong có. Bộ được pha sẵn rồi. Em cầm cho anh. Em cầm cho. Ừ. Em bật bếp chưa? Vẫn bật bếp à? Ừ. Một muôi à? Một muôi thôi anh. Xong anh tráng đều ra. Tráng đều thôi à? Anh cầm cái chảo. Đúng, 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 đúng. Được rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tuyệt vời. Anh chưa thích thể hiện thôi, anh hiểu không? Đã được đâu. Thích thế được không? Ây ui. Anh nhìn ra làm bằng cái chảo vũng hiểu không? Đúng rồi, đúng. Tráng mắt người ta lắc lắc lắc. Đó 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 chính xác. Ta cầm một tay ta đỏ ta lắc lắc. Đây là cái của tôi nhá. Mọi người nhìn nhá, đây là cái của tôi. Ý ra thành phẩm nó phải khác bọt nha. Thôi, nước toát kìa. Anh em vừa nhân thôi anh em. Anh ra lọc nước đi. Ủa, tôi cho nước vào cho. Anh cho nước vào. Dạ, dạ. Chết tôi rồi. Lỡ rồi. Vừa xí mồm xong. Không sao hết. Ôi tụt tay. Chưa được không còn sát. Ôi xô. Anh bỏ tay ra. Quá như trứng là mẹt luôn. Trời ơi. Này, anh nhé mày phải lật ngược lại mới được. Mặt ra là được. Cái cửa này mới quá. Cái cùng là sản phẩm của tôi đây. Ẩm hết rồi. Mát bét. Cái chị em chửi nhau quay mặt. Tại vì múc nhân vào, múc cả nước nước cái vào này. Thế ướt cái bột nó dính luôn dưới đáy nổi. Này, chán. Bái, chị em. Miếng miếng vỏ này ngon hơn à? Chứ đây chẳng có gì là không trách nhau được đâu. Tôi mốt cái con tôm. Tôm to thế mà vẫn mốt rồi. Mốt được con. Nhiều mà. Hai vị mà. Hai vị sao quắt tí à? Mà đánh không mà một con ông chia đôi chị ạ. Nhiều phết. Thế không còn để một con cơ mà thế sao đủ ăn. Thế mới bảo là nhiều. Sao nó lại to tí à? Chết rồi, rơi rồi. Ngon. Không có nào. Có ít một. Ít bỏ. Ít ăn. Vì nó đang là hàng hiếm. Chứ không phải là hàng nhiều như kia. Ăn chan mấy kẹo. Chan rồi. Còn ngam nhiều mà chưa đánh chọc. Rồi gấp đấy em. Cái này bột trộn trứng là gì? Không. Bột nghệ. Bột nghệ. Bột nghệ nữa. Nói chung là bột này nhớ mua ở nhà thì gửi sang của nó. Ok chứ pha chế rồi. Tự pha bột ở Thụy. Nhưng mà không làm gì. Nút bột. Nút bột. Không phải bột nó, mua bột gì à? Bột tẻ. Năng. Đợt đấy chị sang chị Liên bỏ một kẻ. Năng. Chị làm cái gì? Em làm.
Mấy em nghỉ ở nhà em bột năng mới bột đặc biệt làm hoa để nó làm mấy này. Thì bột năng mà để đến mức thì đập vào hình mình. Hiện tại một mạng tự tưởng đâu rồi. Nghĩa là lúc đấy không chỉ xem trên mạng thôi, lúc đấy tự nhiên cứ sở thích. Cốt thì đi đâu hết rồi. Đúng là không bền lâu tí nào luôn. Hôm nay chị sang về qua ăn cuốn này không? Có. Mày nhảy đấy. Nó nũn nhẹ, nó nũn rồi đúng không? Mà cái không phải bột của nó không giòn được. Nên bột của nó cũng chẳng được giòn. Mẹ, ở quán nó sáng có ăn luôn đấy chị. Rất là giòn. Đây là mình phải đợi ấy. Cái này là ăn mềm hay là ăn giòn gì? Giòn rồi. Cuốn mà bánh tráng ăn giọt 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 luôn. Ừ. Được không? Cũng là con gái rồi. Ừ. Có chị Chi nhúng cho này. Nghe. Nhúng cho đừng có phản là được. Quang này ít phản lắm. Đừng lúc nào làm cho mình hết rổ mà cho đầy ở mày đi bê. Nó cho đầy đi ạ. À rồi, cho đầy như kiểu là chưa hết thế sao? Chưa hết rổ á. Nó cho đầy phè luôn. Nhấp lên muối. Tập hết cả mồm. Tập này không phải chị làm ở trong này. Không. Ừ. Thế tuần sau gặp em à? Ừ. Thôi rồi. Xuyên thôi rồi. Tuần em vô lúc nào cũng gặp anh Tuấn Anh nha. Ừ. Hai đứa bê nước muối chết bà. Tuấn Anh đi tìm. Mình nữa đặt đợi siêu thị xem nó có quả dưa, loại dưa Nhật khổng lồ. Mua quả về, bổ. Nè. Còn này chưa khổng lồ, bé. Quả ngày xưa nó có giai đoạn là nó giảm giá ấy. Có một sen ý nhỉ? Tỏ vật luôn. Bây giờ một sen, một quả. Ôi ôi, làm miếng ớt cay quá. Ớt này hết vỏ chưa? Kinh giới. Cái tóc anh dùng, mày dùng không? Không. Lên là dưa từ trên tầng 2 đi xuống. Mặn là mấy giờ nhỉ? Ngon. Nhưng mắm còn ngọt chua chua. Đã là ngon. Chị ra vùng chê. Đấy, cái nhỏ. Nó là 61 đó chị. Không biết là 61 đấy. Có 2 nhà để mạng thôi. Bóp con thèm, ăn đã đời. VHG. Dưa của tầm mờ đấy. Dưa tầm mờ nhà mình ăn hết chưa? Hết rồi. Còn một ít trong tủ lạnh nó đủ rồi. Dưa hấu Nhật to nhỉ. Mẹ có quả mười mấy cân. Anh ơi, nhìn thấy chị nọ quá. Để lúc mình xem cái hắn. Không nhân ngoài. Không có nhân, nó không ăn. Ăn khôn như chó ấy. Ok, hết sạch sẽ rồi. Trắng miệng, dưa chuột, thạch kẹp. Dưa chuột. À, dưa hấu. Dưa hấu. Sạch sẽ kinh điếc nào đấy, sạch nhắn nhỉ. Anh gọi đây, chào. Đây có một thành phần mới. Có trực, ăn trực đến này. làm hết một đĩa. Các bạn nhá. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.